người ta luôn hỏi anh có quan tâm em nữa không, người ta luôn hỏi anh có thương em nhiều không, có chắc được rằng chia tay sẽ quên, có chắc được rằng quên em sẽ vui, rồi anh trầm ngâm cúi đầu nước mắt trào dâng. Một câu anh hỏi em có yêu anh như ngày xưa, một câu anh hỏi em nhớ gì về kỷ niệm ấy, có lẽ giờ này em đang rất vui bên ai chuyện trò đêm thâu nói cười, giờ đây giữa hai chúng ta chỉ là người dân. Lặng nhìn em đã có một người mà trái tim anh đau thế này, chắc vì anh ngày xưa đã không như em hằng mong. Người hy sinh cả bản thân mình mà em lãng quên xem thường, cớ vì sao em lại lánh xa xem như người lạ. Xem như người lạ.